vũ khí giúp Lý Nhã Kỳ đẹp hơn Tức Thảy Sao Việt khi mặc đồ cổ điển. Lý Nhã Kỳ khéo léo trong cách sử dụng phụ kiện mê hoặc những tín đồ thời trang. Người đẹp sinh năm 1982 ngày càng thể hiện được đẳng cấp thời trang lộng lẫy khi xuất hiện ở bất cứ đâu. Lý Nhã Kỳ yêu thích phong cách quý tộc, cổ điển trong những concept ảnh thời trang cũng như các sự kiện lớn nhỏ. Cô thể hiện sự tinh tế từ trang phục, phụ kiện cho đến trang điểm. Người đẹp đã hoàn toàn lột xác và trở thành ngôi sao hạng A với nhan sắc và sự thành công đáng ngưỡng mộ. Cô khéo léo trong cách sử dụng phụ kiện mê hoặc những tín đồ thời trang, phương miện, găng tay hay mũ kiểu Pháp là ba vũ khí giúp cô luôn tỏa sáng trong mắt công chúng. Phương miện tinh tế. Có thể nói quý cô họ Lý là ngôi sao sở hữu nhiều vương miện kỳ công và đắt giá nhất showbiz. Cô luôn thể hiện sự tinh tế khi chọn váy áo phù hợp để nâng tầm đẳng cấp. Trong ngày thứ Bảy tham dự liên hoan phim Cannes, Lý Nhã Kỳ xuất hiện như nữ hoàng với vương miện rực rỡ phù hợp với váy áo họa tiết hoa sắc xuân. Cô đội chiếc vương miện gắn kim cương 21 carat do thương hiệu nổi tiếng chế tác một bản duy nhất dành riêng cho cô. Tại Cannes 2015, diễn viên Mùa Hè Lạnh tiếp tục để lại ấn tượng với hình ảnh đẹp bằng phong cách thời trang quý phái. Giản dị hơn mọi khi với chiếc vương miện điệu đà được đính kết thủ công phù hợp với tông váy trắng. Mũ kiểu Pháp, món phụ kiện gắn liền với hình ảnh kiêu kỳ của Lý Nhã Kỳ, đó là mũ kiểu Pháp cổ điển. Người đẹp có bộ sưu tập mũ đa dạng với các kiểu dáng và tông màu khác nhau. Hình ảnh e ấp của quý cô họ Lý khiến trái tim người đối diện không khỏi xao xuyến. Bộ váy ren hay gam màu cơ bản đen trắng hẳn sẽ nhàm chán hơn nhiều nếu thiếu đi chiếc mũ mạng che yêu kiều. Kiểu mũ xoắn lạ mắt thường được từng lớp thượng lưu châu Âu sử dụng cũng nằm trong danh sách yêu thích của cô. Gam màu đen trắng kết hợp hoàn hảo giúp Lý Nhã Kỳ đẹp không tì góc chết. Trong bối cảnh lãng mạn, người đẹp gợi cảm từ thần thái cho tới sắc vóc, hoàn thiện thêm những phụ kiện đắt giá khiến cô đánh bật các mỹ nhân cùng tuổi. Găng tay yêu kiều, ngoài những chiếc mũ đài cát như tiểu thư Paris, cô còn ưa chuộng những mẫu găng tay đủ kiểu dáng để hoàn thiện bộ trang phục. Găng tay không phải món phụ kiện dễ dàng sử dụng vì khiến chủ nhân dễ trở nên sến, nhưng với sự tinh tế của mình, Lý Nhã Kỳ đã ghi điểm hoàn toàn trong mắt fan. Sử dụng những món đồ phù hợp với tiết chế hơn giúp Lý Nhã Kỳ ghi điểm với công chúng. Trong bối cảnh Âu phồn hoa, cô như hòa mình vào thiên nhiên nơi đây đến từng hơi thở. Những chiếc găng tay được làm từ chất liệu mềm mỏng như ren lụa, nhưng góp phần tạo nên vẻ cổ điển sang trọng hơn cho người dùng. Chọn phụ kiện tông xì tông là cách hay cho cả những người chưa thực sự tin tưởng về thời trang. Chiếc găng tay cổ ngắn mang đến điểm nhấn quyến rũ thú vị hơn cho người dùng. Đó là lý do khiến không ít lần công chúng bắt gặp Lý Nhã Kỳ kết hợp item này với những trang phục cực kỳ nữ tính và gợi cảm. Tỷ phú Hoàng Kiều đăng ảnh như ảnh cưới đập tan tin đồn chia tay Ngọc Trinh. Dòng chia sẻ của Vũ Khắc Tiệp khiến cộng đồng mạng nghi ngờ Hoàng Kiều và Ngọc Trinh đã đường ai nấy đi. Nhưng mới đây, tỷ phú 72 tuổi đã có hành động để đập tan tin đồn này. Trên trang Facebook cá nhân của tỷ phú Hoàng Kiều, bạn trai mới của Ngọc Trinh mới đây có đăng tải hình ảnh ông bên cạnh người tình và những món ăn kèm lời tựa khẳng định. Những món ăn em thích nhưng quá xa vời, anh nhớ em da diết, Hoàng Kiều bày tỏ. Ngay sau khi đăng tải dòng trạng thái này, nhiều cư dân mạng muốn ngất lịm vì tình cảm ngọt ngào, lãng mạn mà tỷ phú Hoàng Kiều, 72 tuổi dành cho người tình 27 tuổi của ông. Thậm chí, nhìn hình ảnh của Hoàng Kiều diện vest trắng lịch lãm và Ngọc Trinh mặc chiếc váy trắng tinh khôi, khiến không ít người cho rằng hình ảnh của cặp đôi trông giống ảnh cưới. Trước khi tỷ phú Hoàng Kiều chia sẻ dòng cảm xúc nhớ người yêu, cộng đồng mạng bán tín bán nghi, băn khoăn việc tỷ phú 72 tuổi và Ngọc Trinh có lẽ nào đã được ai nấy đi. Bởi trên trang Facebook cá nhân của ông trùm chân dài Khắc Tiệp, bất ngờ đăng tải dòng trạng thái ngắn ngủi như nói về tình yêu tan vỡ. Trăng lên trăng tròn trăng lại quyết, tuyết rơi tuyết phủ tuyết lại tan, hoa rơi hoa nở hoa lại tan, tình đẹp tình sâu tình vẫn tan. Hình ảnh và lời khẳng định của Hoàng Kiều một lần nữa chứng tỏ những lời đồn đoán kia là không có thật. Ông vẫn một lòng với nữ hoàng nội y, dù hiện tại cặp tình nhân cách xa nhau nửa phòng trái đất. Trấn Thành đừng nói năm nay, cả đời tôi thành công nhất là lấy Harry. Trấn Thành cũng thẳng thắn chia sẻ rằng đám cưới với Harry khiến anh chót vung tay quá chán và giờ thì phải cày bừa để trả nợ. Phim điện ảnh Chờ Em Đến Ngày Mai do Trấn Thành đóng vai chính hiện đang có mặt ở các rạp chiếu phim trên toàn quốc.
Dù được quảng bá là dự án ngôn tình, thanh xuân với những mảng miếng gây cười vừa đủ, song phim cũng vấp phải nhiều ý kiến chê bai rằng nội dung nhạt nhòa chưa đủ sức hút. Là người liên đới trực tiếp với thành công của Chờ Em Đến Ngày Mai, Trấn Thành đã có những chia sẻ thẳng thắn quanh bộ phim này. Với ông xã Harry Won, việc đánh giá một tác phẩm hay hoặc dở còn phụ thuộc vào cảm quan của từng người. Riêng cá nhân Trấn Thành, anh đã thấy hài lòng vì ít nhất cũng làm những gì tốt nhất có thể cho Chờ Em Đến Ngày Mai. Vai Khai Vinh Vũ trong Chờ Em Đến Ngày Mai có điều gì khác biệt so với những dự án trước đây của anh? Khác rất nhiều, đây là lần đầu tiên Trấn Thành đóng soái ca, một cái điều mà không ai tưởng tượng được. Thực sự thì lúc trước tôi cũng có vào vai nam chính, nhưng là kiểu gây cười, nhân vật có chút bệnh bệnh, thậm chí là thể hiện cá tính của mình ngoài đời thật. Nhưng với bộ phim này, tôi phải làm gì đó không giống tôi, là kiểu soái ca mà sâu sắc, ít nói. Tôi cứ nghĩ mình nhắm mắt lại, tưởng tượng ra Phan Anh hay Hứa Vĩ Văn thì nó mới giống. Chứ cái ông Trấn Thành ngoài đời xàm xàm, nói nhiều thì làm sao thành soái ca như vậy được. Tôi cũng tự biết nhan sắc mình tới đâu, có những loại nhan sắc nó nằm ở giới hạn nhất định. Mình phải nói, phải biểu cảm thì người ta mới thấy mình đẹp. Còn kêu tôi im im, phải gồng mình dữ lắm, vì mặt tôi để yên nó không đủ quyến rũ người xem. Vai Kevin Vũ trong phim này, thật sự là nó vô cùng khó với tôi. Khán giả đã quá quen với hình ảnh Trấn Thành hoạt ngôn và chính vì thế nên xem anh làm soái ca trầm tính dường như vẫn không thể nào quen được. Nhiều người đã nhận xét rằng anh làm soái ca chưa ra, anh suy nghĩ ra sao về điều này? Bộ phim này tôi đâu có được diễn hài, tôi phải làm bộ mặt nghiêm túc dữ lắm. Tôi nghĩ Kevin Vũ là một hình ảnh khác của Trấn Thành, yêu cuồng si nhưng cũng sẵn sàng làm nhiều điều điên dại. Lúc cô gái thì cực kỳ ngông cuồng vì bản chất anh ta là một ca sĩ nổi tiếng, một ngôi sao được triệu người yêu mến, điều này cũng dễ hiểu thôi. Cũng đúng khi khán giả nói là chưa quen với hình ảnh soái ca, chắc là xem tôi nhiều trên các chương trình truyền hình, lúc nào cũng thấy tôi nói và làm trò này nọ. Nhưng thế này, tôi tự tin về mặt diễn xuất của mình. Có thể mọi người không thích cá tính nhân vật của tôi thôi, chứ tôi nghĩ mình diễn ổn. Tôi tự cảm nhận tôi khá tốt, tôi không ép bất cứ ai cũng suy nghĩ như mình, nhưng ít nhất tôi có sự hài lòng về sản phẩm mình làm ra. Chất liệu hài trong Chờ Em Đến Ngày Mai dường như không đậm đặc như những bộ phim trước đó của Trấn Thành. Anh có cho rằng đây là nguyên nhân khiến khán giả cảm thấy lạ lẫm. Chất liệu hài trong bất cứ bộ phim nào cũng phụ thuộc vào tình huống chứ không phải cá tính diễn viên. Tôi nói rõ, Chờ Em Đến Ngày Mai là phim thanh xuân, ngôn tình. Nó thể hiện những cung bậc cảm xúc yêu đương nhẹ nhàng, tươi mới cho đến sâu lắng của những người trẻ. Hài trong phim không hề lố, mạch phim cũng rất là ngôn tình. Cá nhân tôi khi quay Chờ Em Đến Ngày Mai, cảm giác nó rất hấp dẫn, chứ không phải kiểu cười xuê xoa, cười hết rồi thôi. Nụ cười của phim đáng yêu, vừa đủ cho khán giả xem và suy ngẫm. Mà phải nói, tôi có được diễn hài đâu mà mọi người bảo phim hài, cần phân biệt rõ ràng để không nhầm lẫn, chẳng thể nói phim nào mà Trấn Thành cũng là cười rừng rừng hết. Mùa phim Tết này có khá nhiều dự án lớn cùng ra mắt, là năm chính của Chờ Em Đến Ngày Mai, Trấn Thành có lo ngại về doanh thu của phim. Lo chứ sao không, bạn hỏi tôi câu này thì chắc cũng biết rồi, mùa phim Tết này toàn là tên tuổi lớn ra rạp, phim của tôi đụng với anh Hoài Linh, chị Việt Hương, anh Thái Hòa, đây đều là những anh chị bảo chứng phòng vé cực kỳ tốt. Nhưng tôi có may mắn là tiền đề hai bộ phim trước gồm Bệnh Viện Ma, Nắng có doanh thu rất tốt. Các phim này nằm trong danh sách hiếm hoi những dự án thành công doanh thu ở vài năm trở lại đây. Tôi cũng có chút tự tin mình thu hút được khán giả tới rạp. Quả thật, nếu như phim của các anh chị Hoài Linh, Việt Hương, Thái Hòa đều có diễn viên nhiều kinh nghiệm, thì Chờ Em Đến Ngày Mai của chúng tôi lại khác chút xíu. Ngoài bản thân Trấn Thành ra, Lily Nguyễn và An Nguy đều là những cái tên mới. Kinh nghiệm diễn xuất lẫn gia tài điện ảnh sân khấu của họ hầu như không có. Vậy nên cũng khó để khán giả tin tưởng. Song tôi nghĩ lạc quan thế này, nếu như các phim khác nó hài nhiều, mang đến cho khán giả cảm giác cười rừng rừng, thì phim của chúng tôi lại theo đuổi hình ảnh thanh xuân, ngôn tình nhẹ nhàng đáng yêu, tôi tự gọi là cute, và thôi cũng hy vọng khán giả, nhất là những người trẻ sẽ thích cái cute của chúng tôi. Sẵn nhắc đến Lily, có phải Trấn Thành là người đã giới thiệu Lily cho đạo diễn Chờ Em Đến Ngày Mai, vì sao anh lại tiến cử một cô mẫu chưa hề có kinh nghiệm đóng phim? Tôi có theo dõi The Face và rất thích Mai Ngô với Lily Nguyễn. Tôi thấy họ có cá tính mạnh, nếu đưa lên màn ảnh sẽ cực kỳ độc đáo. Tuy nhiên, Mai Ngô thì tôi thân thiết rồi. Cô bạn này là thí sinh So You Think You Can Dance. Tôi thường hay trò chuyện chia sẻ với Mai Ngô nên cũng biết tính cách ra sao. Tôi không tin là đóng vai Jerry sang chảnh quyền lực thì Mai Ngô sẽ làm tốt. Vậy nên tôi tiến cử Lily Nguyễn.
Nói chung cũng tình cờ thôi, nhưng đến thời điểm hiện tại cũng hài lòng. Lúc ra phim trường, Lily cực kỳ nghiêm túc, cố chăm chỉ học thoại và diễn không đợi ai nhắc. Đành rằng mọi người nhìn vào có thể nói là Lily Nguyễn ngông cuồng, bất cần, khó lòng làm việc tập thể. Nhưng thực chất cách cổ là vậy, tôi không biết nói làm sao. Có điều khi nhập vai, Lily tạo cho tôi cảm giác cổ tin vào điều đó. Như lần mà đóng cảnh tự tác vào tôi, Lily nhập tâm đến mức tôi thấy đau thực sự. Mà quay phim thì phải diễn đi diễn lại nhiều lần, đúng là rất đau. Với An Nguy thì như thế nào, anh có gặp khó khăn gì đóng cặp với cô gái này không? Lily Nguyễn buồn cười theo một cách, còn An Nguy lại hài hước theo cách khác nữa. Thật tôi không biết nói làm sao, nhưng mà nó buồn cười lắm. Kiểu như cổ lúc nào cũng muốn, thôi quay cho xong, ráng làm cho nó kết thúc. Kiểu kiểu thế, lúc nào cổ có tâm cổ làm, xong cho thôi. Nó dễ thương lắm, là mình cũng cố gắng quay thật tốt để kết thúc nhanh cho cổ. Những cảnh ôm hôn của Trấn Thành với An Nguy, Lily Nguyễn đã được thực hiện như thế nào? Anh có xin phép Harry Won trước khi quay cảnh thân mật? Đây là bộ phim tôi lời nhất, được hôn nhiều nhất. Mà hôn ngại dễ sợ, bộ bạn tưởng hôn dễ lắm à. Những phim khác cũng có cảnh hôn, nhưng nó nhẹ nhàng lắm. Hôn lên má hay phớt qua môi thôi. Còn lần này, quay cảnh hôn với Lily Nguyễn là nồng cháy luôn. Mình cũng ngại, mà Lily hay An Nguy đồ thế. Lily còn nói đây là lần đầu tiên cô ấy hôn người không phải bạn trai. Mà đóng phim tôi nhập tâm lắm, tôi hôn thiệt, hôn xong mới mắc cỡ. Dĩ nhiên cũng phải nói chuyện với Harry Won khi quay những cảnh này. Không có gì to tát lắm đâu, nhưng mình cũng phải xin phép nhẹ nhẹ chút. Mà tôi nghĩ Harry Won cũng hôn Ngô Kiến Huy trong 49 ngày hay dữ lắm. Tôi có nghe giang hồn đồn thổi mà, vậy nên cũng tạm yên lòng là 1-1 coi như hòa nhau. Năm 2016 với khá nhiều sự kiện ồn ào, cho đến thời điểm này Trấn Thành nghĩ anh thành công nhất trong năm nay là gì? Đừng nói riêng năm nay, phải kể là quả đời tôi luôn, thành công nhất là lấy vợ cưới Harry Won. Tôi đã làm cái điều mà chưa bao giờ tôi dám nghĩ, chưa bao giờ tôi tưởng mình sẽ gắn bó với một ai, vậy mà nay tôi đã làm được. Giờ thì có gia đình rồi, nhiều chuyện không vui xảy ra thôi xin khép lại. Quan trọng là tôi đã đi qua một chặng đường mới, đó là chính thức có vợ và gắn bó cuộc đời với người phụ nữ mình yêu. Gần đây có những hình ảnh Trấn Thành ngủ gục trong hậu trường khi quay game show, là do anh bị áp lực từ dư luận hay tham công tiếng Việt mà làm việc quá sức. Cái này là chuyện khác nữa nha, phải bắt đầu từ chuyện tôi hơi vung tay quá chán cho đám cưới, thì mình làm ra tiền, cũng muốn tạo cho gia đình hai bên, cô dâu và bạn bè khách khứa một đêm tiệc khó quên, vậy nên cũng chi trả hơi nhiều. Nên giờ tôi phải cày bừa trả nợ, chứ tôi đâu có giàu có dư giả gì lắm đâu. Phải lo làm việc để kiếm lại một mớ, rồi sau đó mới nghĩ tới chuyện cùng Harry Won đi tuần trăng mật, làm nhiều mệt thì nghỉ thôi. Có thông tin cho rằng Trấn Thành vì chạy show nhiều mà bị viêm thanh quản cấp tính, điều này có thật không? Đây lại là vấn đề liên quan đến show Ơn Giời Cậu Đây Rồi và cả bộ phim này nữa. Nó là như thế này, thời điểm đó tôi làm đúng là nhiều việc thiệt, chạy show nơi này nơi kia đủ khắp. Rồi tôi thì lại nói nhiều, đến lúc mệt quá đi khám thì bác sĩ nói bị viêm đường thanh quản cấp, phải chữa trị, chứ không là sau này không thể hát lên được những nốt cao. Thời điểm đó tôi cũng đang quay chờ em đến ngày mai. Có những cảnh diễn nhân vật Kevin Vũ phải hát thật, mà tôi thì không thể. Đây là cái điều tôi tiếc nhất, cho đến thời điểm hiện tại, bị bệnh mà không thể hát được. Bây giờ thì đỡ hơn rồi, tôi đã có thể vào phòng thu để thu âm ca khúc Ánh Nắng Của Anh, ca khúc chủ đề cho bộ phim và cũng là món quà tôi tặng Harry Won trong ngày cưới. Có nhiều ý kiến cho rằng Trấn Thành Harry Won cưới vội vì chỉ mới yêu nhau chưa đầy một năm, anh suy nghĩ như thế nào về điều này? Sớm hay muộn là do mỗi người suy nghĩ. Bản thân tôi cảm thấy mình đến lúc lấy vợ được rồi, có cảm xúc trái tim đều dành cho người đó, thì tại sao phải phân vân và sợ người ta nói rằng sớm hay muộn. Cảm xúc muốn lấy, tâm hồn có sự thăng hoa, hạnh phúc vì tình yêu thì cưới thôi. Mình cưới vì mình muốn, để sau này trong cuộc sống hôn nhân thêm cảm thấy trân trọng tình cảm của đối phương. Chứ cá nhân tôi không cưới vì suy nghĩ hai người đã ở bên cạnh nhau lâu, đến lúc cưới thì phải cưới. Để cho nhau một danh phận dù bản thân không muốn thì tôi chẳng làm được. Về đám cưới này, tôi chưa bao giờ muốn làm rình rang cả. Tôi chỉ mời 300 khách, chúng tôi không liên hệ bất cứ cơ quan truyền thông nào để mọi người đến đưa tin. Tất cả là do các anh chị yêu thương, muốn đưa nên chúng tôi đành chịu. Tôi không hề cố ý phô trương để thể hiện cái gì với ai đó hết.